Con lươn sau khi làm sạch đây các bạn này. Các bạn có thể hay thắc mắc là làm sao mà biết được lươn nào là lươn tự nhiên ấy và lươn nào là lươn nuôi. Thì thông thường là nó sẽ như này này. Ví dụ con này là lươn tự nhiên, lươn suối nhá. Gọi là lươn đồng ấy. Thì các bạn nhìn cái bụng bên dưới của nó này. Cái màu của lươn đồng, lươn tự nhiên bao giờ nó cũng vàng óng này, ở dưới bụng ấy. Thế còn cái lươn nuôi thì nó sẽ không vàng này đâu mà nó sẽ ám sang cái màu đỏ đỏ, tức là màu cánh gián ấy, màu nâu đỏ ở dưới bụng ấy. Đấy. Và thứ hai nữa là cái đuôi của nó thì cũng nó không thuôn dài này đâu. Thứ ba nữa là cái lươn nuôi thì cũng có một cái loại, gần đây có một cái loại màu bên dưới của nó cũng hơi vàng lấp lánh như này này. Nhìn tức là nếu mà không có chuyên môn là nhìn khó ra đấy. Có một cái loại thì nó đỏ hẳn, nó nâu đỏ hẳn, nhưng mà có một loại thì nó cũng màu hơi tương tự này. Đây này. Mổ ra như này xong tí phải dóc cái xương ra, dóc xương ra bắt đầu mới làm được cái món súp lươn. Bọn tôi hôm nay đi bắt cái này về làm súp lươn đấy. Nó phải dóc xương ra sẵn cái đó, để lại mỗi thịt thôi.